Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển sản xuất rau màu với số lượng lớn, chị Nguyễn Thị Hiền ở xóm 16 xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh đã thành lập đại lý thu mua nông sản trên địa bàn. Không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình, chị Hiền còn giúp nhiều người dân có công ăn việc làm, là cầu nối giữa người sản xuất với các đầu mối tiêu thụ, trở thành một tấm gương phụ nữ điển hình trong phát triển kinh tế. Công việc mỗi buổi sáng của chị Hiền là xuống các hộ trồng rau màu để kiểm tra chất lượng nông sản sẽ được thu mua trong ngày. Với các loại đã đạt tiêu chuẩn, chị chủ động đôn đốc bà con thu hái nhằm đảm bảo độ tươi ngon để vận chuyển đi các nơi tiêu thụ. Loại nào chưa đáp ứng yêu cầu, chị Hiền cũng thẳng thắn chia sẻ để bà con tìm cách khắc phục, không để lặp lại lần sau, với mong muốn giúp các hộ xuất bán được giá tốt nhất. Tôi thì thấy chị Hiền làm kinh tế rất là giỏi. Tính cách của chị Hiền rất hòa đồng với chị em. Mọi người đấy rất yêu quý chị. Thì bà con chúng tôi trồng rau bao nhiêu thì cô ấy xuống, cô ấy thu mua hết cho chúng tôi, thanh toán đầy đủ cho bà con. Cái lúc thị trường mà không may mà nó đi xuống thì cô ấy vẫn mua cho chúng tôi. Thì đảm bảo cho bà con để sản xuất mà. Và chúng tôi vẫn yên tâm là có đầu ra. Là đại lý thu mua nông sản cho bà con, chị Hiền luôn trăn trở để tìm ra những đầu mối tiêu thụ nông sản uy tín với số lượng lớn, giá cả phù hợp với mặt bằng chung để bà con có lãi, tránh tình trạng được mùa rớt giá, bị thương lái chèn ép. Chính bởi tâm huyết đó mà chị luôn động viên bà con phải nâng cao chất lượng nông sản thông qua việc ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất theo quy trình an toàn, rau sạch, nhằm xây dựng thương hiệu rau màu cho Khánh Thành, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Và những dịp cao điểm, chị Hiền đứng ra thu mua tiêu thụ giúp bà con từ 5 đến 7 tấn nông sản một ngày. Nông sản của Khánh Thành ấy, số lượng cũng nhiều mà đẹp mà lại bà con lại trồng theo quy trình sản xuất là an toàn nên là rất được mọi người tiêu dùng ưa chuộng. Tôi bán đi cho các thành phố như là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình. Vì phía chúng tôi thu mua với số lượng lớn đấy nên là chúng tôi cũng cần một số chị em phụ giúp thì lương mức là 200 nghìn một ngày. Còn nếu mà đi làm ngoài đồng thì có khi từ 250 đến 300 nghìn một ngày. Từ ngày đứng lên thu mua tôi cũng thấy rất là phấn khởi. Là thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho mọi người. Thứ hai là gia đình tôi cũng có thêm thu nhập. Mức thu nhập của gia đình tôi cũng từ 250 đến 300 triệu đồng một trên một năm. Đời sống được cải thiện, được nâng cao. Từ một hộ có mức thu nhập thấp đến nay gia đình chị Hiền trở thành một trong những hộ kinh tế khá giả. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng chị Hiền vẫn dành nhiều thời gian cho công tác hội phụ nữ, tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động. Năm 2020, chị Hiền được huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới. Chị Hiền nhiệt tình tham gia với công tác của hội, ví dụ như là bóng chuyền hơi, rồi là cái câu lạc bộ dân vũ thể thao, đóng góp xây dựng nông thôn mới thì chị cũng rất là nhiệt tình và cũng kể cả là ủng hộ cho xóm và cũng ủng hộ cho kể cả trong ban chấp hành hội phụ nữ xã. Dù nhiều dù ít thì năm nào chị cũng ủng hộ. Mà mô hình của chị Hiền thì đúng là một trong những là chị là rất là tích cực và làm kinh tế giỏi, thì cũng mong muốn là nhiều chị em trong chi hội, trong toàn xã ấy, học tập làm được như chị Hiền. Không ngại khó, ngại khổ, nhanh nhẹn, tháo vát, kiên trì với mục tiêu, lý tưởng của mình, chị Nguyễn Thị Hiền là minh chứng rõ nhất về người phụ nữ hiện tại giỏi giang, tự lập về kinh tế. Chị đã và đang truyền động lực cho nhiều chị em không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.